Món này cả nhà có biết món gì không? Đó. Cả nhà đoán thử đi. Gà hầm củ hủ dừa nha cả nhà. Gà này là gà mẹ mình nuôi, còn củ hủ dừa thì nhà mình cũng có luôn nha. Lâu lâu mình về cái mình đã báo hết một con gà và một cây dừa. À, cả nhà thấy cha mình đang đốn dừa không? Cây dừa này cũng lâu lắm rồi, trồng khoảng chừng 20 năm rồi đó. Tại vì nó không có trái, nó có trái á, nhưng mà trái nó bị nứt hết trơn, chỉ cần mà dừa nước uống là bắt đầu nó nứt, nó không còn nước nữa. Cha mình canh dữ lắm á, cha mình canh là cho nó rớt qua chỗ mẹ mình đang đứng nữa, mà không biết làm sao nữa, nó rớt xuống vuông, vậy là làm gãy thêm một cây nước nữa, mà rớt xuống nước á, cả nhà thấy nó khó chặt lắm. Cha mình sẽ hì hục chặt đó, đó cả nhà thấy không? Và đây mà cha mình chặt, mẹ mình thì gốc lá dừa là về bữa bó chổi. Dạ, đây là một con báo. Kiểu cha mình nói thôi con lâu lâu về ngồi nghỉ đi con, để đó cha mẹ làm cho. Thôi nghe đừng có làm nghe con. Trời ơi đi làm cực rồi giờ nghỉ ngơi đi con. Có ai mà đi làm xa về giống mình vậy không? Chắc mình cũng nghĩ sẽ có rất là nhiều đó. Cha mẹ kiểu thôi làm cực rồi cho nó nghỉ ngơi đi. Với lại nó cũng không làm được gì đâu. Báo nữa, đứt tay đứt chân chả làm không được nữa. Đây là củ hủ dừa, hấp dẫn quá nha. Cái mình đang ăn người ta gọi là cái lưỡi mèo á, trong cái củ hủ dừa cái lưỡi mèo là ngon nhất đó nha. Mà dạng như củ hủ dừa mình mới chặt xuống á, nó rất là ngọt luôn đó nha. Đó, cha mình đang ra củ hủ dừa đặng tí hầm gà đó cả nhà. Nhà mình á thì cha với mẹ mình công việc xen kẽ nhau, người nấu cơm thì người rửa chén, người giặt đồ thì người phơi đồ vậy đó. Hai ông bà già lui cui. À, đây là gà. Mẹ mình nuôi đó, không có bán được con nào đâu, chỉ dành cho mấy con báo cưng thôi. Thì trước khi mình về là bầy gà 7 con, sau khi mình đi là bầy gà nó còn 3 con và một bầy gà con 7 con. Đây là em gà ú nu ú nần trần nhộng luôn, gà nhà cho nên mỡ đó cả nhà thấy không, quá trời mỡ. Gà thì mẹ mình thường là cho nó ăn chuối sắt á. Cái mình hỏi cha mình sao mà bỏ mỡ vô xào á, cha nói bỏ mỡ vô xào vậy á, mỡ gà nó ra ngon lắm con, ngon hơn dầu ăn nữa. Con làm gà mà có mỡ thì đừng có bỏ vô ăn nha, lấy mỡ gà đó xào nấu. Cha mình nấu đồ ăn là hơi bị đỉnh đó nghe cả nhà, nhất là mồi nhậu nha. Mồi nhậu thì còn phải gì phải nói nữa, mẹ mình á trời cha con mà gì nấu ăn cũng ngon vậy đó cả nhà thấy không. À, vợ tung chồng hứng vậy đó. À, cái quy ăn cơm nhà mình là vậy đó, nhìn ra sông vậy đó. Lâu lắm rồi mình mới được ăn cơm với cha mẹ mà đúng món tủ luôn cả nhà. Lâu rồi mọi người có ăn cơm với cha mẹ chưa? Mình về mình ăn bữa cơm với cha mẹ đây, chắc thời gian nó cũng không còn nhiều đâu. Cái câu tâm niệm của mình hay là vậy đó. Cũng thời gian của mình thì có thể còn nhiều, nhưng thời gian cha mẹ thì không còn nhiều đâu. Mình có thể đợi nhưng mà cha mẹ không có đợi được đâu. Chúc cả nhà ngon miệng nha, chúc cả nhà một bữa cơm cùng gia đình ngon miệng nha. Bye bye.